Mến chào quý vị, Diễm Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị trong thời lượng của chương trình thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Kênh sẽ liên tục cập nhật những tình hình biến động về chính trị xã hội diễn ra ở trong nước và quốc tế trong vòng 24 giờ qua. Ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với nội dung chi tiết mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Vũ Hán xảy ra trận mưa lớn nhất lịch sử, nước sông Dương Tử đang tiến sát vào đô thị. Vào ngày mùng 5 và mùng 7 tháng 5, ở Vũ Hán trời mưa liên tục và lượng mưa trong ngày đạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Video trên mạng Internet cho thấy nhiều khu vực của thành phố bị ngập lụt và đường phố trở thành sông. Ngoài ra, mặt nước của sông Dương Tử ở Vũ Hán đã tiến gần tới khu vực nội thành. Vào ngày mùng 7 tháng 5, cuộc họp báo của chính quyền thành phố Vũ Hán về công tác ứng phó với mưa lũ trong kỳ thi tuyển sinh đại học cho thấy, từ 9 giờ ngày mùng 5 tháng 5 đến 7 giờ ngày mùng 7 tháng 5, ở Vũ Hán có mưa lớn, với lượng mưa tích lũy tối đa là 427,7mm tại Ô Long, Giang Hạ. Đây là lượng mưa trong ngày phá kỷ lục lịch sử. Trước đó, con số này chỉ là 318mm. Cuộc họp cũng cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, tức là vào ngày 8 tháng 8, xác suất mưa lớn sẽ rất cao. Từ 5 giờ ngày 7 tháng 5, Vũ Hán đã tăng mức độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2. Các quan chức cho biết vào lúc 7 giờ sáng ngày 7 tháng 5, một người đàn ông đã không may bị điện giật tử vong ở khu vực Hồ Thăng Tốn. Video cho thấy nhiều nơi ở Vũ Hán đã bị ngập lụt. Người quay video nói, hãy đến Vũ Hán để ngắm biển. Hôm nay lại bị ngập lụt, bạn thấy đấy, nước đều ngập hết, phải làm sao đây, tất cả đều bị ngập lụt hết. Trang web Thủy văn sông Dương Tử cho thấy vào lúc 8 giờ tối ngày 7 tháng 5, mực nước của Hán Khẩu, Vũ Hán đạt 28,17m, tiến gần mực nước cảnh báo 28,3m. Mực nước trong lũ của Vũ Hán được chia thành 3 cấp. Lấy mực nước ở trạm Hán Khẩu làm chuẩn, mực nước phòng lũ là 25m, mực cảnh báo 28,3m, mực nước đảm bảo là 29,83m. Video trên mạng cho thấy mặt nước của sông Dương Tử đã tiến sát với khu vực đô thị. Người quay phim nói đây là sông Dương Tử, hãy nhìn dòng nước này, nó đang ngang với con đường ở Vũ Hán. Sau đó, phà có thể sẽ phải lập tức dừng lại. Vì cảng này làm kết cấu thép, nó sẽ phải đóng sớm. Ngày nào cũng mưa thì biết làm sao. Trước đó vào chiều ngày 3 tháng 8, nước sông Dương Tử ở Vũ Hán đã nhấn chìm nền cấp độ 2 của sông Hán Khẩu. Ngoài ra, Thượng Hải cũng xảy ra những cơn mưa rất to. Trung Quốc họp khẩn. Nước lũ đập Tam Hiệp vượt cảnh báo 12m, chính quyền Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì của ông Tập Cận Bình. Do ảnh hưởng bởi đợt mưa mới, lưu lượng nước sông Dương Tử đổ về đập Tam Hiệp đang tăng nhanh. Dự báo đợt lũ thứ hai trên sông Dương Tử khiến nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 55.000 m3 trên giây. Trong trận lũ đầu tiên, lưu lượng nước đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp tối đa là 53.000 m3 trên giây, theo truyền thông Trung Quốc. Mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp tăng đến mức 158,11m, vượt quá cảnh báo lũ hơn 12m. Đây cũng là mực nước cao nhất được ghi nhận tại hồ chứa của con đập kể từ đầu mùa lũ năm nay. Đến tối cùng ngày, hồ chứa của đập Tam Hiệp đã trữ khoảng 8 tỷ mét khối nước. Đập Tam Hiệp đầu tháng này đã phải mở cửa xả lũ đầu tiên trong năm nay. Trong khi giới chức Trung Quốc nói đập đã mở 3 cửa xả lũ, các ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc dường như đã mở toàn bộ 9 cửa xả lũ. Đơn vị phụ trách điều hành dự án đập Tam Hiệp thông báo nhà máy thủy điện Tam Hiệp đã bắt đầu hoạt động hết công suất 22,5 triệu kWh từ ngày 15 tháng 8. Theo dự báo, lưu vực con sông sẽ đón những trận mưa rất lớn, nước đổ về đập Tam Hiệp sẽ ngày càng nhiều, gây áp lực lớn cho việc kiểm soát lũ. Chủ tịch Tập Cận Bình họp khẩn. Cùng ngày, Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì của ông Tập Cận Bình. Ông Tập nhấn mạnh, phòng chống và cứu trợ lũ lụt có ảnh hưởng quan trọng đến tính mạng, tài sản người dân cũng như an ninh quốc gia. Chủ tịch Trung Quốc đánh giá tình hình mưa lớn ở khu vực sông Dương Tử là nghiêm trọng. Ông Tập yêu cầu các cơ quan có liên quan tăng cường phối hợp với người dân nhằm phòng chống lũ lụt một cách hiệu quả nhất. Kể từ đầu tháng 4, mực nước hơn 400 con sông ở Trung Quốc đã vượt mức báo động, thậm chí mực nước ở 33 sông vượt kỷ lục trong trận lụt lịch sử năm 1998. Hiện nay, hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lũ là Giang Tây và Hồ Bắc.
tại Giang Tây, một đoạn đê bị vỡ trên hồ Bà Dương đã được phá xong. Những trận mưa lớn liên tục khiến diện tích mặt hồ mở rộng thêm 25%. Nhiều ngôi làng, đồng ruộng bị nhấn chìm khi xảy ra sự cố vỡ đê. Ông Xu Yongxiang, 45 tuổi, cư trú tại làng Liu Feng, thuộc khu vực rìa phía đông của hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây cho biết, làng ông đã bị mất nước và điện gần một tuần, còn lúa và các loại hoa màu khác như bông, ngô và đậu đã đến lúc được thu hoạch thì nay bị ngập úng trong nước. Cùng ngày, Vũ Hán đưa ra báo động đỏ về tình hình mưa lũ. Tính đến 8 giờ sáng, mực nước sông Dương Tử đoạn chảy ra Vũ Hán đạt 28,32 m. Dự báo sẽ có những trận mưa cực lớn xảy ra ở Vũ Hán trong 2 ngày tiếp theo. Theo báo cáo, 91% con đê ở Vũ Hán được đắp bằng đất. Nếu bị ngâm nước kéo dài, đê bằng đất sẽ trở nên mềm nhũn và dễ vỡ. Giới chức tỉnh Hồ Bắc phải điều trực thăng chở đá thả xuống khu vực đê vỡ để ngăn nước tràn vào. Các đội hộ đê được phái đi kiểm tra nhiều khu vực, hàng nghìn bao cát được chuẩn bị để đối phó với sự cố vỡ đê. Thượng lưu Tam Hiệp sơ tán khẩn 40.000 dân, mực nước sông Kỳ Giang dâng cao, nhấn chìm 2 tầng nhà. Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc tiếp tục kéo dài và lan rộng. Vào ngày 2 tháng 4, Trùng Khánh tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ màu đỏ. Sông Kỳ Giang, thượng nguồn của đập Tam Hiệp, đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1940. Mực nước cao nhất của trạm Ngũ Xá ở Kỳ Giang tăng tới 10-11 m và 40.000 người dân địa phương đã được di chuyển khẩn cấp. Tại Quý Châu, lũ ống bộc phát tràn vào đường phố và biến thành thác nước. Nước lũ cuồn cuộn nhấn chìm đất nông nghiệp và nhà cửa. Có 7 huyện bị chìm ngập và không rõ người dân sống chết ra sao. Vào khoảng 12 giờ ngày 22 tháng 4, trạm tổng hợp giám sát thủy văn của thành phố Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo lũ màu đỏ. Do ảnh hưởng của mưa lớn, dự kiến toàn bộ lưu vực sông Kỳ Giang, Trùng Khánh trong 8 giờ tới sẽ xảy ra thác lũ. Trạm Ngũ Xá ở Kỳ Giang, khu Giang Tân có mực nước vượt quá mức an toàn, 200,51 m. Từ khoảng 5,7 đến 7,3 mét, tăng từ 10 đến 11 mét. Tờ Nhật báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố trên Twitter rằng vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, mực nước tối đa của trạm Ngũ Xá đã đạt 205,57 mét, vượt quá mức bảo đảm là 5,05 mét và vượt mức nước lũ năm 1998 là 0,01 mét. Đây là mực nước cao nhất kể từ khi trạm được thành lập. Đây là lần đầu tiên Tổng trạm Giám sát Thủy văn thành phố Trùng Khánh công bố cảnh báo đỏ với lũ lụt ở Kỳ Giang. Đoạn video trực tiếp cho thấy đường cao tốc dọc theo sông Kỳ Giang ở Trùng Khánh bị ngập lụt nghiêm trọng do trận mưa ngày hôm đó. Đường ray bị vỡ, các trạm xăng và cột đèn đường trên đường phố đều bị ngập nước. Các cửa hàng dọc đường ven sông cũng đã bị ngập và một số ngôi nhà ở phố cổ của thị trấn Quảng Hưng đã bị ngập lên đến tầng 2. Chính quyền địa phương cho biết họ đã sơ tán khẩn cấp 40.000 dân. Ít nhất 7 huyện ở Quý Châu đã bị nhấn chìm, thương vong chưa xác định. Vào ngày 23 tháng 4, trang mạng thời tiết Trung Quốc đã đưa tin trận mưa lớn nhất kể từ khi lũ lụt tới Quý Châu ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Dự kiến mưa sẽ đạt cực đại từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 4 và ngày 24 tháng 4. Và cơn mưa hiện tại đã càn quét qua Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và Quảng Tây cùng hơn 10 khu vực tỉnh thành đều cần tăng cường phòng chống thiên tai. Kể từ ngày 21 tháng 4, Quý Châu đã đưa tin xảy ra các thảm họa nghiêm trọng. Khu vực ở Tuân Nghĩa và Đồng Nhân bị ảnh hưởng nặng do một tuần mưa liên tục, lũ lụt, lở đất, thủy điện và các đoạn đường bị gián đoạn. Đường phố Quý Châu đã trở thành các thác nước. Một số lượng lớn phương tiện và người dân bị cuốn trôi. Số người tử vong rất khó thống kê. Điều tồi tệ nhất là nước tích tụ trên các con đường của thị trấn Mộc Qua tới hơn 4 mét và một số lượng lớn người dân ở thị trấn Ba Tiêu gần đó và các thị trấn khác đã bị trận lụt vây khốn. Nhưng thị trấn Ba Tiêu liên lạc bị tê liệt nên tình trạng không rõ. Huyện Duyên Hà, thành phố Đồng Nhân xuất hiện sụt lở đất đá đến nỗi đường hầm của đường cao tốc Quan Châu bị sập, đường phố, nhà cửa và cửa hàng trong thị trấn gần như chìm trong nước. Vào ngày 22 tháng 4, Cục Khí tượng Quý Châu tiếp tục đưa ra cảnh báo đỏ về mưa bão ở huyện Vũ Xuyên, Chính An, Duyên Hà và Đồng Tử. 13 huyện thuộc thành phố Tuân Nghĩa và Đồng Nhân đã đưa ra cảnh báo màu vàng. Đỉnh lũ số 2 của sông Trường Giang tràn vào đập Tam Hiệp, dự kiến 4 ngày tới sẽ đến Vũ Hán. Tình hình lũ lụt ở lưu vực sông Trường Giang, Trung Quốc vẫn rất nghiêm trọng.
Sau khi đỉnh lũ số 1 đi qua, khu vực này vẫn tiếp tục có mưa lớn ở nhiều nơi. Hôm 18 tháng 8, đỉnh lũ số 2 của năm nay đã hình thành ở thượng nguồn. Sông Trường Giang lũ lụt hiện đang tràn vào đập Tam Hiệp một cách dữ dội. Nhiều nơi đã nâng cấp, ứng phó khẩn cấp, kiểm soát lũ cấp 1. Đỉnh lũ số 2 dự kiến sẽ đến thành phố Vũ Hán trong 4 ngày tới. Cục Thủy văn của Ủy ban Tài nguyên nước sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi thông báo, do ảnh hưởng của mưa lớn, lượng nước giữa khu vực thượng nguồn sông Trường Giang và Tam Hiệp đã tăng lên đáng kể. Đến 10 giờ sáng, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp tăng lên 50.000 mét khối trên giây. Theo quy định về đánh số lũ của các con sông lớn trên toàn quốc, do đã đạt tiêu chuẩn đánh số lũ nên thông báo đỉnh lũ số 2 trên sông Trường Giang năm 2022 đã được ban hành. Theo thông tin do Bộ Thủy lợi Trung Quốc công bố, vào lúc 8 giờ tối ngày 18 tháng 8, cơn lũ tràn vào đập Tam Hiệp với tốc độ dòng chảy 59.000 mét khối trên giây, vượt qua tốc độ dòng chảy qua đỉnh lũ số 1. Dữ liệu từ trang web của Cục Thủy văn Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang cho thấy, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa được đo lên tới 59.800 mét khối trên giây. Hiện tại, các trạm quan trắc nước lũ ở trung và thượng lưu sông Trường Giang đã phát hiện những trận lụt lớn vượt quá mực nước cảnh báo. Vì vậy, nhiều khu vực đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp, phòng chống lũ lên cấp 1, cấp cao nhất. Vào cùng ngày, theo giờ địa phương, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo về mưa bão, lũ quét và thảm họa địa chất trong lưu vực sông Trường Giang. Theo dự báo thời tiết, mưa lớn sẽ xảy ra ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam và sẽ kéo dài trong 3 ngày. Ngoài ra, Cam Túc, Vân Nam, Hoa Bắc, Sơn Đông, Quỳ Châu và những nơi khác cũng sẽ có mưa to dữ dội. Theo tờ Trường Giang Nhật Báo, đỉnh lũ số 2 của sông Trường Giang hiện đang đi qua đập Tam Hiệp và mực nước ở đó đang tăng nhanh, ước tính có thể đến Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc trong 4 ngày tới. Cục Thủy văn sông Trường Giang đã đưa ra cảnh báo lũ khẩn cấp cho vùng trung và hạ lưu sông Trường Giang, bao gồm khu vực Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương và sông Thủy Dương. Trạm quan trắc thủy văn Hán Khẩu ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra một thông báo rằng khu vực này tiếp tục xuất hiện mực nước trên 28m, vượt quá mức nước cảnh báo trong ngày thứ 12 liên tiếp. Theo tờ Hồ Bắc Nhật Báo, do chịu ảnh hưởng của mực nước cao ở sông Trường Giang, mưa lớn và nước ở thượng nguồn đổ về, vào lúc 8 giờ tối cùng ngày, mực nước tại trạm Thủy Bình Kiều trên sông Thủy Dương ở thành phố Nam Kinh là 13,35m, cao hơn 2,85m so với mực nước cảnh báo. Mực nước ở trạm Di Sơn thuộc Hồ Thạch Cữu là 12,86m, vượt mức cảnh báo 2,46m. Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã quyết định bắt đầu khởi động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 1 ở khu vực sông Thủy Dương và Hồ Thạch Cữu. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin thời sự tổng hợp được phát sóng mỗi ngày trên kênh Tin Mới Nhất. Cảm ơn quý vị vì đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ thì Diễm Quỳnh cùng với ban biên tập chương trình đành phải nói lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị vì thời lượng của chúng tôi đã khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.